nhật các cái khu đô thị bên này các bạn. Đây là khu FLC Lex City. Bữa trước đó thì mình có cập nhật rồi. Bây giờ thì qua cập nhật lại thử tình hình tốc độ xây dựng phục hồi bên này như thế nào. Vị nhà đã khi mà hồi xưa bạn xây xét còn dở dang á, thì mình thấy bây giờ ở phía mặt tiền này họ xây lên hết rồi và sơn tráng một phần rồi. Còn ở phía trong kia thì nhiều cái nhà mới đã xây. Đây là cổng vô của FLC nè bạn. Ở trong này có mắt xe này. Đó, mắt xe kia các bạn. FLC Lex City. Khu này thì nằm đối diện với Savary Park các bạn. Tình hình du lịch Quy Nhơn hiện nay cũng chưa có nhiều khách lắm các bạn. Nay bắt đầu giữa tháng 4 rồi. Đây các bạn, khu nhà phố của khu nhà liền kề này của FLC Lex City này bạn. Một cái nhà thì họ kinh doanh bất động sản, còn nhiều là chưa có. Ở phía sau thì bữa trước mình cập nhật rồi, có một cái homestay, một hai khách sạn trong đó các bạn. Bữa trước là mình cập nhật trước Tết vài tháng các bạn. Tới nay thì khoảng chừng phải 4 tháng rồi. 4 tháng hay 5 tháng rồi. Bây giờ tháng 4 rồi các bạn. Mình quay lại mình xem thế nào. Trong này có cái sàn Anaco này. Như là người ta giới thiệu là 3 sao các bạn. Cái mùa đông vừa rồi thì họ đóng cửa nghỉ. Các cái cổng ra vô đều có bảo vệ nha. Bên này có cà phê thực sản này. Bữa trước mình có cập nhật là khu này của một đơn vị ở trong miền Nam ra mua lại để mà phục hồi, xây lại để mà bán các bạn. Thông tin đó thì mình sẽ kiểm chứng và mình phải sẽ thông báo với bạn sau. Đây xe điện đi tham quan Savary khách ở FLC các bạn. Đó, khu hồi trước khi mà mới thành lập thì khu này nó rất là đẹp nha. Hình hài rất là đẹp. Sau một thời gian thì không có tiền xây rồi bỏ, tới hiện nay bắt đầu mới phục hồi lại. Con bạn chạy phía trong này bạn, phía trong của khu FLC Lex City này. Mình thấy có nhiều nhà đang xây dựng các bạn, đang xây dựng kia. Nhiều nhà đang xây dựng. Ở đây nữa các bạn. Đây là dãy nhà liền kề phía nhà phố phía trước này bạn. Đó. Còn rất là nhiều khu ngày xưa họ xây chỉ làm móng đỡ xét như thế này. Bây giờ các cái nhà muốn xây lại thì phải sơn cái xét lại các bạn. Sơn màu bạc bạc kia này. Đấy, chứ đây là xử lý lại, ở đây là nó xét đỡ mấy năm rồi.
Các bạn, xung quanh đây nhiều nhà xây này. Đây. Đó, bên cạnh là cái khu khách sạn mới của STC các bạn. Khu khách sạn 1000 phòng đó. Phía này cũng xây nữa các bạn. Đây là hướng cạnh FPC này. Cái căn FPC này là chưa xong các bạn, chưa xong, chưa ở. Bên đây cũng có mấy lô xây này. Nói chung tốc độ xây dựng trong cái khu FPC này các bạn cũng nhiều á, cũng nhiều nhà xây. Bên đây cũng có mấy nhà xây này. Đây xây nè bạn. Xây cái nào cái nấy to đùng nha bạn. Nhìn cái nhìn cái khung của nhà này to đùng luôn. 4-5 tầng không. Vâng các bạn, đây là những hình ảnh từ trên cao của khu vực khu đô thị FLC Lux City Quy Nhơn. Vâng, đây là những hình ảnh được kênh Quy Nhơn City quay vào giữa tháng 4 năm 2024. Thì các bạn cũng biết khu đô thị FLC Lux City Quy Nhơn ra đời vào khoảng năm 2017, đến nay đã gần 8 năm rồi. Sau rất nhiều năm thì khu này không phát triển và bỏ hoang cho đến tận cuối năm 2003. Vâng, trong những video trước thì kênh Quy Nhơn City có cập nhật cho các bạn là có một đơn vị bất động sản ở miền Nam ra mua lại khu này để mà phát triển và xây dựng lại như hình hài như các bạn đang xem như hôm nay. Vâng các bạn, thì theo thực tế kênh Quy Nhơn City quay vào những ngày này thì mình thấy trong khu vực FLC Lux City này có khá là nhiều căn nhà được phục hồi cũng như là bắt đầu xây dựng mới trên những cái nền móng cũ của FLC ngày xưa người ta xây móng lên. Vâng, một chút thông tin về khu vực này cho các bạn nắm bắt được hình ảnh cũng như là thông tin. Thì FLC Lux City Quy Nhơn có một cái vị trí đắc địa khi nằm gần kề quần thể FLC Quy Nhơn thuộc khu kinh tế Nhân Hội, đồng thời nằm cạnh trục đường chính 4 làn kết nối thẳng đến sân bay Phù Cát. Trên diện tích hơn 32 hectare, FLC Lux City Quy Nhơn là tổ hợp đô thị bao gồm hơn 1.000 căn shop house liên kê biệt thự cùng với hơn 80 tiện ích về vui chơi, giải trí, mua sắm và ẩm thực hoạt động liên tục 24/24 giờ, hứa hẹn trở thành đô thị nghỉ dưỡng sầm uất bậc nhất tại Bình Định và Nam Trung Bộ. Vâng, khu vực này nằm gần các trục giao thông chính, view ra hồ rộng lớn được ví như trái tim của quần thể du lịch và nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn. Đây là nơi tập trung của hàng chục ngàn lượt khách du lịch mỗi ngày đến rất thuận tiện để kinh doanh các dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí. Hơn thế nữa, đóng góp cho sự phát triển của FLC Lux City Quy Nhơn phải để đến vị trí thuận lợi khi nằm trên những tuyến đường huyết mạch của thành phố, có hướng view nhìn ra biển tuyệt đẹp ở phía sâu giữa núi tạo nên một địa điểm tuyệt vời phong thủy. Như là phục hồi lại các khu vực lân cận như là Nhân Hội New City, Kỳ Co Gateway và các khu vực bất động sản khác. Vâng, qua đây kênh Quy Nhơn City mời các bạn xem toàn cảnh khu vực FLC Lux City
được kênh Quy Nhơn City quay vào giữa tháng 4 năm 2024.